Kính chào quý khán thính giả, hôm nay là ngày thứ Hai, 24 tháng 11 năm 2014. Chương trình phát hình của bản tin qua tin đốn gồm có phần tin đáng chú ý, tiết mục Thế cuộc xoay vần với Minh Thúy và sau cùng là câu chuyện tháng 11 với Trần Quang Duật. Phần tin đáng chú ý gồm có những tin chính sau đây. Hai phe Cộng hòa và Dân chủ cãi nhau về sự hợp pháp của pháp lệnh. Hy vọng về một thỏa hiệp hạt nhân với Iran phai nhạt. Cựu đô trưởng Barry qua đời ở tuổi 78. Trước hết, kính mời quý khán thính giả theo dõi bản tin chi tiết. Những chuyến bay của phi cơ không người lái đối đầu với quy luật của cơ quan FAA. Quy luật liên bang về phi cơ không người lái thương mại được dự đoán đòi hỏi người điều khiển phải có giấy phép và các chuyến bay bị giới hạn vào giờ ban ngày ở độ thấp dưới 400 bộ cùng nằm trong tầm của người kiểm soát. Ngành phi cơ không người lái đã chờ đợi các quy luật thương mại trong 6 năm qua. Hy vọng chúng sẽ mở đường cho việc sử dụng rộng rãi trong những ngành như nông nghiệp, làm phim và xây dựng. Chính sách hiện tại của cơ quan FAA cho phép các chuyến bay giải trí của phi cơ không người lái tại Hoa Kỳ, nhưng lại cấm dùng trong thương mại. Trong khi cơ quan FAA muốn mở rộng bầu trời cho các chuyến bay không người lái, các quy luật được kỳ vọng nghiêm ngặt hơn là những người ủng hộ phi cơ không người lái mong muốn và sẽ không giải quyết những lo ngại về sự riêng tư của việc dùng phi cơ không người lái. Ngoài ra, giấy chứng nhận phi công được đề nghị bởi cơ quan FAA sẽ đòi hỏi hàng chục giờ bay phi cơ có người lái. Những người ủng hộ phi cơ không người lái đã phản đối đòi hỏi việc huấn luyện phi công truyền thống cho những người điều khiển phi cơ không người lái. Hoa Kỳ dự định võ trang cho dân bộ tộc Sunni ở Iraq. Theo một tài liệu của Ngũ Giác Đài, Hoa Kỳ dự trù mua vũ khí cho dân bộ tộc Sunni ở Iraq, bao gồm súng AK-47, súng phóng lựu và đạn súng cối để giúp đẩy mạnh cuộc chiến chống lại dân quân ISIL ở tỉnh Anbar. Kế hoạch chi ra 24,1 triệu Mỹ Kim thể hiện một phần nhỏ của yêu cầu lớn hơn để xin Quốc hội chi ra 1,6 tỷ Mỹ Kim tập trung vào việc huấn luyện võ trang cho lực lượng Iraq và Kurdistan. Nhưng tài liệu đó nhấn mạnh tới tầm quan trọng mà Ngũ Giác Đài đặt ra trên dân bộ tộc Sunni đối với sách lược bao quát để loại bỏ ISIL và cảnh giác Quốc hội về những hậu quả của việc không trợ giúp họ. Hoa Kỳ vốn đã phái một số nhỏ các cố vấn quân sự tới tỉnh Anbar. Hy vọng dân bộ tộc Sunni sau đó có thể thành lập một phần của vệ binh quốc gia Iraq chính thức hơn. Tài liệu của Ngũ Giác Đài còn ghi rõ chi tiết rằng 1,24 tỷ Mỹ Kim sẽ được chi ra cho lực lượng Iraq và 354,8 triệu Mỹ Kim cho binh sĩ Kurdistan. Hai phe Cộng hòa và Dân chủ cãi nhau về sự hợp pháp của pháp lệnh. Hai phe Dân chủ và Cộng hòa tranh cãi nhau về việc Tổng thống Barack Obama có vi hiến hay không khi dùng quyền hành pháp để thay đổi luật di trú Hoa Kỳ. Hôm thứ Năm tuần rồi, ông Obama loan báo rằng ông sẽ đình khoản trục xuất khoảng 5 triệu di dân bất hợp pháp, thu thập sự ủng hộ từ nhiều nhóm nền tảng của ông và gây phẫn nộ cho những người chỉ trích, kể cả hai viên chức dân cử đang chuẩn bị những thử thách pháp lý riêng biệt đối với các pháp lệnh của Tổng thống. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ted Cruz tuyên bố rằng ông Obama từ chối chấp nhận rằng chỉ có Quốc hội mới có thẩm quyền lập ra các luật di trú liên bang và các thành viên Quốc hội nên ngăn chặn những người do Tổng thống đề cử cũng như một số tài trợ cho tới khi nào ông tiêu hủy những pháp lệnh đó. Ông Cruz được sự tham gia của thống đốc mới đắc cử Greg Abbott của Texas. Ông Abbott, tổng trưởng lý của tiểu bang, cho rằng các pháp lệnh đó tạo ra sự khó khăn tài chính cho Texas như hồi năm 2012, mà giờ đây tiểu bang này phải che chở cho việc trục xuất hơn 1 triệu người trẻ được mang tới Hoa Kỳ bất hợp pháp. Cảnh sát trưởng Joe Arpaio của hạt Maricopa thuộc Arizona đã nộp một đơn kiện tương tự và gọi những xúc tiến của ông Obama là vi hiến. Ngược lại, dân biểu Dân chủ Xavier Becerra biện hộ cho các pháp lệnh của ông Obama khi nói rằng chúng không khác với những gì mà các tổng thống Reagan và Bush Senior đã làm. Đồng thời, thượng nghị sĩ Dân chủ Robert Menendez cho rằng hậu quả những hành động của Tổng thống là có nhiều kẻ phạm trọng tội hơn sẽ bị trục xuất, nhiều tuần tra biên giới hơn ở biên giới phía Nam, nhiều người hơn sẽ đóng thuế và nhiều gia đình hơn sẽ có thể đoàn tụ với nhau. Và ông nghĩ là những mục tiêu này xứng đáng được thực hiện. Lục lội đe dọa tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ khi nhiệt độ tăng. Sự gia tăng nhiệt độ và mưa rơi sau khi lượng tuyết đổ gần bằng nguyên cả năm đã gia tăng mối đe dọa về lục lội tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, với số tuyết tan đáng kể được dự đoán tiếp tục qua tới hết ngày mai. Nhà chức trách New York cảnh cáo mưa có thể làm sụp đổ một số tòa nhà trong những vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi vì sức nặng và sự căng thẳng gia tăng trên các mái nhà. Cơn bão tuyết lịch sử xảy ra tại tiểu bang New York kể từ hôm thứ Hai tuần rồi và đã khiến tử vong ít nhất 13 người trong vùng.
Tuy nhiên, với tuyết đổ và nhiệt độ ở xa dưới mức đông đặc, các hạt Cattaraugus, Chautauqua, Erie, Genesee và Wyoming giờ đây đều bị khuyến cáo về lục lội. Trong cuộc họp báo gần Buffalo là thành phố có khoảng 84 inches tuyết cho tới ngày thứ Bảy, Thống đốc Andrew Cuomo của New York cho biết có tiềm năng về một cuộc lục lội đáng kể. Số lượng tuyết rơi trung bình hàng năm là 94 inches tại thành phố này. Ông Cuomo nói rằng, ông đã động viên các nguồn tài nguyên trên khắp tiểu bang gồm hơn 500 vệ binh quốc gia, hàng trăm máy bơm và hàng trăm ngàn bao cát. Cơ quan thời tiết quốc gia đưa ra lệnh theo dõi lục lội có hiệu lực từ chiều hôm qua cho tới sáng thứ Tư trong những khu vực bị khuyến cáo. Các tiểu bang bị ảnh hưởng bão tuyết là New York, Ohio, Michigan, Wisconsin và Pennsylvania. Ông Obama kêu gọi bình tĩnh sau quyết định ở Ferguson. Hôm qua, Tổng thống Barack Obama kêu gọi bình tĩnh sau loan báo về quyết định chờ cú sét của bồi thẩm đoàn ở Ferguson, Missouri và cho rằng mối quan hệ chủng tộc tại Hoa Kỳ đã được cải thiện đáng kể trong 10 năm qua. Loan báo về việc liệu rằng một cảnh sát viên da trắng bắn chết thiếu niên da đen không võ trang Michael Brown có bị truy tố hay không giờ đây không được đưa ra cho tới ít nhất ngày hôm nay. Thời gian sau diễn biến ngày 9 tháng 8 được đánh dấu bằng những cuộc biểu tình quy mô và phản ứng mạnh mẽ của cảnh sát và các viên chức đang chuẩn bị cho một tình trạng tương tự nếu cảnh sát viên Darren Wilson ở Ferguson không bị truy tố và mang ra tòa xét xử. Thống đốc Jay Nixon của Missouri đã ban bố tình trạng khẩn trương vì sự tiên đoán về những vấn đề rắc rối theo sau loan báo. Cơ quan FBI đã phái thêm gần 100 nhân viên tới Ferguson để giúp các cơ quan công lực. Hồi cuối tuần qua, các toán an ninh đã dựng lên rào cản chung quanh trung tâm pháp lý Clayton, nơi bồi thẩm đoàn cứu xét có nên truy tố ông Wilson hay không. Cảnh sát đã bắt 3 người biểu tình vào tối thứ Sáu là đêm thứ Ba liên tục bất ổn tại Ferguson. Hy vọng về một thỏa hiệp hạt nhân với Iran phai nhạt. Việc Hoa Kỳ và 5 quốc gia khác có thể đạt tới một thỏa hiệp hạt nhân với Iran vào dịp cuối tuần đã bắt đầu phai nhạt hôm qua với những bản tin cho biết các nhà ngoại giao giờ đây đang thảo luận về sự gia hạn. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và những nhà lãnh đạo thế giới khác đã bắt đầu cuộc thảo luận nội bộ cho việc gia hạn các cuộc đàm phán vào một ngày trước thời hạn chót hôm nay cho một thỏa hiệp hạn chế các hoạt động hạt nhân của Iran nhằm trao đổi với việc bãi bỏ cấm vận nước này. Hoa Kỳ, Nga, Trung Cộng, Anh, Pháp và Đức đã khởi sự đàm phán với nhau về những xúc tiến mà họ có thể cho Tehran biết. Đồng thời, các cuộc đàm phán chính thức với Iran về sự san bằng dị biệt sẽ tiếp tục. Bộ Ngoại giao cho biết ông Kerry đã điện đàm với các vị ngoại trưởng Ả Rập ở vùng vịnh mà nước của họ lo ngại khả năng của việc chế tạo vũ khí hạt nhân của Iran. Và với những người tương nhiệm với ông về phía Gia Na Đại và Thổ Nhĩ Kỳ, ông cũng đã điện đàm với Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu. Quốc hội khuyến cáo ông Obama rằng họ không ủng hộ một thỏa hiệp xấu với Iran. Quốc hội khuyến cáo Tổng thống Barack Obama rằng họ sẽ bác bỏ bất cứ thỏa hiệp nào với Iran để cho phép Tehran duy trì khả năng phát triển vũ khí hạt nhân hay toan tính bãi bỏ cấm vận mà không có sự chấp thuận của giới lập pháp. Áp lực lưỡng đảng đối với Tổng thống gia tăng khi các nhà điều đình vội vã thay thế thỏa ước tạm thời một năm vào thời hạn chót hôm nay. Dân biểu Ted Deutch, đảng viên Dân Chủ trong tiểu bang Bắc Phi và Trung Đông của Ủy ban Ngoại giao, tuyên bố rằng quốc hội sẽ không thỏa mãn với một thỏa hiệp xấu và ông nói thêm rằng sẽ không khôn ngoan cho chính phủ để cố qua mặt giới lập pháp về chế tài đối với Iran. Ông cho rằng nếu việc chế tài có thể được bãi bỏ mà trước tiên không quay trở lại với quốc hội sau khi quốc hội đã ban hành các biện pháp chế tài đó sẽ là một điều khó khăn để được cho là xứng hợp tại Capitol Hill. Cựu đô trưởng Barry qua đời ở tuổi 78. Ông Marion Barry, đô trưởng lâu đời của District of Columbia, vốn tạo ra cuộc trở lại chính trường đáng ghi nhớ sau vụ FBI thu hình ông ta hút cocaine vào năm 1990, đã qua đời hồi sớm hôm qua, thọ 78 tuổi. Hội đồng đấu thành đưa ra văn bản xác nhận cái chết của ông Barry. Gia đình ông cho biết ông qua đời không bao lâu sau nửa đêm thứ Bảy rạng ngày Chủ nhật tại Trung tâm Y khoa United, sau khi được Bệnh viện Trường Đại học Howard cho xuất viện vào một ngày trước đó. Nguyên nhân về cái chết là do bệnh tim, nhưng phát ngôn viên Lyoita Foster nói rằng ông Barry bị đột quỵ bên ngoài nhà. Ông Barry phấn đấu về vấn đề thận xuất phát từ bệnh tiểu đường cao máu và đã trải qua cuộc ghép thận hồi tháng 2 năm 2009. Ông Barry phục vụ với tư cách nghị viên Hội đồng Đô Thành từ năm 2005 và đã tái đắc cử 2 lần. Ông thường được nói tới trong giới cử tri ở khu vực 8 như là đô trưởng Barry, mặc dù ông đã thôi giữ chức vụ này từ năm 1999. Ông Barry đắc cử đô trưởng lần đầu vào năm 1978, tái đắc cử 2 lần vào các năm 1982 và 1986. Ông được mệnh danh là đô trưởng suốt đời. Ông được sự chú ý quốc tế khi bị quay phim đang hút cocaine tại một phòng khách sạn ở DC với một người bạn gái.
Ông bị truy tố về tội sở hữu ma túy và bị kết án 6 tháng tù. Vào năm 1992, ông trở lại với chính quyền thủ đô, thắng được ghế trong hội đồng đô thành. Thắng lợi này đã giúp đưa ông tới nhiệm kỳ đô trưởng thứ tư và là cuối cùng vào năm 1994. Quốc hội xúc tiến việc tước quyền đô trưởng của ông Berry vào năm 1995 khi thủ đô sắp sửa bị phá sản. Họ thành lập một ủy ban kiểm soát tài chính và ông Berry quyết định không ra tái tranh cử nhiệm kỳ 5. Ông Berry kết hôn 4 lần và có một người con trai là ông Marion Christopher Berry. Kính thưa quý khán giả, bản tin quá trình đấu xin tạm ngưng ở đây. Để kính mời quý vị theo dõi phần thông cáo và quảng cáo. Mới bước vào cửa là đã thấy sống động. Nơi luôn luôn đáp ứng mọi đòi hỏi của quý vị. Nơi mà bè bạn, thức ăn ngon lúc nào cũng chờ đón. Chỉ có ở Sông Bài Live. Always live, always on. Tại sao mà cổ chân của tôi lúc nào cũng bị sưng lên? Có phải là do giãn tĩnh mạch sau khi phụ nữ sinh con? Và tại sao tôi bị chuột rút làm tôi thức dậy trong lúc đang ngủ nửa đêm? Tôi thường nhận được nhiều người gọi về câu hỏi này. Bạn có thể bị giãn tĩnh mạch, các triệu chứng ở chân. Bạn cũng nên gọi trung tâm phục hồi tĩnh mạch. Hãy gọi ngay cho chúng tôi. Toán phục vụ bệnh nhân sẽ giúp bạn có được một chuẩn bệnh miễn phí tại các trung tâm gần nơi bạn cư ngụ. Gọi ngay bây giờ, bạn sẽ được nói chuyện trực tiếp với các y sĩ hiểu biết về triệu chứng, sẽ trả lời câu hỏi, giải thích các phương cách điều trị và bàn về cách dùng bảo hiểm với bạn. Đồng thời, chúng tôi có các bác sĩ Việt Nam sẽ trực tiếp trao đổi với quý vị bằng tiếng Việt. Xin hãy gọi ngay 1-855-401-8346. 1-855-401-8346. Tôi là nạn nhân của ung thư vú. Tôi bị ung thư gan và bác sĩ nói tôi chỉ còn 20 ngày để sống. Tôi bị ung thư ruột ở lứa tuổi 42, huyết áp cao và chán nản vì bệnh tật này. Hoàng bị ung thư bao tử. Tôi là nạn nhân của ung thư bao tử. Tôi đã bị ung thư nhiếp hội tuyến thời kỳ cuối và bị mất ngủ triền miên. Công ty J sẽ đồng hành cùng chúng ta với Super Fucodon chi dược tảo 180 viên, 375mg double dose, phối hợp cùng đơn dương tảo, làm thành công thức độc quyền duy nhất trên thế giới, khắc phục và chế ngự tất cả các căn bệnh hiểm nghèo, những triệu chứng nan y, giúp chúng ta khép lại cánh cửa lão hóa của thời gian, bảo vệ tất cả các tế bào ung thư để bước vào quá trình tự hủy diệt. Đơn dương tảo Chlorella cung cấp sức đề kháng miễn nhiễm mãnh liệt hơn bao giờ hết, đầy độc tố và mang thật nhiều vitamin tự nhiên nuôi sống lại mỗi một tế bào. 2 tuần sau khi tôi uống thuốc, tôi đã khỏe mạnh hơn nhiều. Thần dược này rất hiệu nghiệm cho căn bệnh của tôi. Chỉ trong 9 tháng điều trị bằng thần dược này, biếu ung thư ruột đã tan biến mất. Chỉ trong vòng 4 tuần, số chỉ PSA đã giảm hơn 50%. Tôi như được ban lại một cuộc đời mới một lần nữa. Cảm ơn Super Fucodon chi dược tảo của Jade đã giúp cho Nhung vượt qua căn bệnh hiểm nghèo này. Cảm ơn Jade với Super Fucodon. Hoàng rất tự tin và không cần sợ hãi chứng bệnh nan y này. Đúng vậy, chỉ có Jade giúp chúng ta chinh phục cả bầu trời. Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin Hoa Tình Đống. Sau đây kính mời quý vị theo dõi tiết mục Thế Cuộc Xoay Vần với Minh Thủy. Tiếp tục chương trình, Minh Thúy xin gửi đến quý vị tiết mục Thế Cuộc Xoay Vần với chủ đề Việt Nam trên con đường thành bãi phế thải quốc tế. Kính thưa quý vị, Việt Nam đang chuẩn bị để thích ứng với cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015, khi các công ty Việt Nam có thị trường chung với 600 triệu dân và một hiệp ước đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương, quy tụ 12 quốc gia, kiểm soát 40% GDP toàn cầu. Giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã dọn đường cho dân tộc bước vào sân chơi, hai sân chơi rộng và cạnh tranh quyết liệt đó như thế nào? Chính phủ Hà Nội đang thực hiện hai chiến thuật mở ít, siết nhiều và mở nhiều, siết ít, cốt duy trì được quyền kiểm soát nền kinh tế của Đảng Cộng sản và thu nhiều lợi nhuận cho phe phái. Theo The Economic ngày 22 tháng 11 2014 ghi nhận là lần đầu tiên hãng hàng không Việt Nam
được đưa lên sàn chứng khoán hôm 14 tháng 11 2014 mà chỉ bán 3.5% cổ phiếu nên chẳng hấp dẫn được các nhà đầu tư ngoại quốc. Ngân hàng địa phương là những người mua chính. Hơn 400 công ty nhà nước đã chiếm 1/3 GDP trong lĩnh vực tài chánh tới dệt may, từ biến chế hải sản cho tới đóng tàu mà hầu hết quản trị tồi tệ, tham nhũng tràn lan. Nhưng lại là chiếc bầu sữa cho các giới cầm quyền nên cứ bình chân như vạ. Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chỉ muốn bán một ít cổ phần của các công ty nhà nước nhằm thương thuyết Hiệp ước Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương, mà vẫn giữ đúng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhờ dòng vốn nước ngoài đầu tư trực tiếp FDI mà lợi tức bình quân của người Việt từ 118 Mỹ Kim một năm từ năm 1990 đã lên tới 1.960 Mỹ Kim vào năm 2013. Kính thưa quý vị, do cần mức tăng trưởng GDP cao nên Việt Nam kêu gọi đầu tư ngoại quốc với điều kiện quá dễ dàng, bất chấp điều kiện công nghệ, bảo vệ môi trường. Quan trọng hơn cả vẫn là nhu cầu đầy túi cho giới cầm quyền và thân hữu. Giới lãnh đạo các cấp sẵn sàng bán dân số có học và trẻ cùng với tài nguyên thiên nhiên, miễn sao Đảng Cộng sản vẫn độc quyền tại vị, túi tham lam của đảng viên thân hữu càng ngày càng nặng. Năm 2013, các dự án FDI ghi danh là 22 tỷ Mỹ Kim mà giải ngân chỉ có 11 tỷ rưỡi, nhưng chiếm 68% tổng kim ngạch xuất cảng so với 32% của tất cả công ty nhà nước, công ty tư nhân Việt Nam. Kính thưa quý vị, nhà cầm quyền trung ương cũng như là địa phương thi đua nhau ưu đãi các nhà đầu tư nước ngoài từ thuế má, lao động nhập cư, đất đai, kể cả những vị trí chiến lược kinh tế quốc phòng. Vì thế, các công ty Việt Nam khó cạnh tranh về vốn, công nghiệp, kỹ năng quản trị với các nhà đầu tư ngoại quốc, nên tương lai Việt Nam chỉ còn là những công ty nhỏ và siêu nhỏ còn sống, làm vệ tinh cho các đại công ty ngoại quốc. Thực tế thì thị trường Việt Nam trong tương lai chỉ có các công ty ngoại quốc như là Trung Cộng, Nhật Bản, Đài Loan, Đại Hàn, Thái Lan, Tân Gia Ba, v.v. và v.v. giành giật thị phần. Và sau cùng, kính mời quý khán thính giả theo dõi câu chuyện tháng 11 với Trần Quang Duật. Tôi là Trần Quang Duật, xin kính chào quý khán giả, quý thân hữu và đại gia đình quân đội đến với chủ đề tháng 11 của chúng tôi là Vững một niềm tin. Tin Trung tướng Phan Trọng Trinh đột ngột qua đời đến với gia đình võ bị nói riêng và đại gia đình quân đội nói chung như một ngỡ ngàng, vì không ai trong những người mặc đồ lính mong chuyện buồn này xảy ra. Xin được chọn cho tiết mục cho chủ đề Vững một niềm tin là chữ sạch của lính. Thưa quý vị, trong đạo quân bảo quốc an dân, không ai mà không nhớ, không ai mà không biết đến câu nhất thắng, nhì trinh, tam thanh, tứ trưởng, nói về những vị tướng thanh liêm của quân đội. Dân bóp cò gọi một cách nôm na là bốn ông tướng sạch. Bàn về chữ sạch, nó không đơn thuần như ý nghĩa. Ảnh hưởng của chữ sạch đã lan rộng như một tấm gương sáng để cho những sĩ quan trẻ như chúng tôi học hỏi và hãnh diện. Nếu không có ngày 30 tháng 4 nghiệt ngã, danh sách các tướng sạch của quân đội sẽ tiếp tục viết thêm với những danh tướng như Trần Quang Khôi, Thiết Kỵ, Phạm Duy Tất, Biệt Động Quân mà Hội Quân nhân người Mỹ gốc Việt tạm gọi là thế hệ thứ hai vừa vinh danh trong bữa tiệc của họ tổ chức vừa qua. Và trong giới kaki thời đó đã có những tiểu đoàn trưởng, lữ đoàn trưởng thật là thanh liêm và quả cảm, thanh liêm trong cuộc sống và quả cảm trong chiến trận. Tướng sạch Phan Trọng Trinh xuất thân khóa 5 trường võ bị, và khi nhắc đến khóa 5, tôi xin kể hầu lại quý vị thêm một trong những sinh viên sạch của khóa 5 của trường võ bị là Đại tá Nguyễn Đình Bảo. Ông ở trong một gia đình mà, ba thế hệ, một chữ lính, cha Đại tá Nguyễn Đình Bảo, con Trung tá Retire Nguyễn Cao Nguyên và cháu Vinh Carlo Nguyễn vừa tốt nghiệp trường West Point. Năm 1965, Trung tá Nguyễn Đình Bản làm thị trưởng Cam Ranh, đúng vào lúc Mỹ đổ quân ào ạt vào miền Nam, đặc biệt là tại quân cảng Cam Ranh. Một trong những nhu cầu khẩn cấp là giải quyết được việc giặt rũ quần áo cho các quân nhân Hoa Kỳ. Ông thị trưởng cho đấu thầu một công ty của Đại Hàn bỏ giá tương đối thấp, có thể chấp nhận được. Trung tá Bản cho mời công ty này vào để thảo luận. Khi ra về, vì chủ công ty này bỏ lại chiếc Samsonite mở ra đếm được 100.000 đô la. Và thưa quý vị, 100.000 đô la thời đó
không nói quý vị cũng biết nó lớn như thế nào. Hôm sau chúng ta bàn cho kêu chủ thầu đại hà này tới trả lại chiếc Samsonite với đầy đủ số tiền trước sự ngỡ ngàng của viên chủ thầu. Chúng ta bàn nói, tôi không nhận số tiền này, anh dùng số tiền này để xây những căn nhà tiền chế cho công nhân và anh phải ưu tiên dùng công nhân địa phương. Một thời gian sau, chúng ta bàn được tập đoàn kỹ nghệ Đại Hàn mời sang du lịch và được tặng chiếc chìa khóa vàng của thủ đô Bình Nhưỡng. Thưa quý vị, tin Tướng Trinh qua đời, tôi được biết qua ông Trần Thanh Huyện, khóa 19, ông nổi tiếng trong vùng, không những ở DC mà trên toàn thế giới, về những hoạt động xã hội của ông qua bốn chữ tình tự võ bị. Thưa quý vị, để có dữ kiện về vị tướng Sạch này, tôi có phone đến thiếu tá Bùi Văn Đoàn, khóa 19 võ bị, người đã làm việc cạnh ông tướng Sạch gần 10 năm, từ chức tùy viên đến chánh văn phòng. Ông cho biết những cá tính rất nổi bật của Tướng Trinh là liêm khiết, đặt danh dự của quân đội trên hết, giải quyết sự việc rất nhanh và chính xác, thưởng phạt phân minh. Người bạn cùng khóa 21 của tôi, thiếu tá Lê Quý Trấn, trưởng ban điều hành các quân trường cho biết, trải qua nhiều đời tổng cục trưởng, Tướng Trinh là một trong những cấp chỉ huy mà anh kính trọng nhất vì tính liêm khiết, công tư rõ rệt và có lý tưởng quốc gia. Trong một phiên điều trần trước Hạ viện, trước sự thao túng và lộng hành của các cái bang chợ lớn trong nền kinh tế của miền Nam, Tướng Trinh bị thuyên chuyển khỏi chức vụ tổng cục trưởng Tổng cục Quân huấn. Chúng tôi cũng có một kỷ niệm nho nhỏ với vị tướng Sạch như sau. Năm 1974, Tướng Trinh có đến trung tâm huấn luyện Đống Đa tại Huế thanh tra. Tiểu đoàn 2 Châu Điên đang huấn luyện bổ túc. Khoảng 11 giờ, ông đến lớp học do tôi huấn luyện. Sau phần chào kính, ông hỏi đề tài huấn luyện. Tôi trả lời trình trung tướng, lãnh đạo chỉ huy dành cho cấp tiểu đội trưởng, tiểu đội phó và binh nhất là làm thế nào để anh em binh sĩ không đào ngũ. Rất lịch sự, ông nói ông muốn tham dự buổi huấn luyện. Sau giờ huấn luyện, ông hỏi tài liệu ở đâu để huấn luyện. Tôi trình, thưa trung tướng, kinh nghiệm bản thân. Ông khen huấn luyện rất thực tế. Ông muốn vào những dịp mãn khóa của các quân trường lớn, ông sẽ liên lạc với tướng Lân để tôi đi thuyết trình về đề tài này. Chuyện đã không xảy ra vì quý vị cũng đã biết. Và trước khi ông lên xe ra phi trường, thiếu tá Trần Văn Hập, tiểu đoàn trưởng Châu Điên tặng ông một chiếc lưỡi lê của súng CKC cùng với quyển nhật ký của bộ đội có súng này. Mỗi một nét gạch trên lưỡi lê là một trận đánh mà anh này đã tham dự. Khoảng gần một tiếng đồng hồ sau, ông quay trở lại trao cho thiếu tá Hập 500 đồng tiền Việt Nam và nói súng đạn không cho được, tôi mua của thiếu tá 500 nhé. Hôm nay, nhân ngày tiễn đưa niên trưởng trung tướng Phan Trọng Trinh về cõi vinh hằng, xin được chào tiễn biệt niên trưởng trung tướng Sạch lần cuối cùng và xin được gửi đến tăng gia lời phân ưu của người lính. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin đa tạ. Quý khách từ phương xa ghé thăm DC, quý khách yêu thích món ăn hải sản, xin mời đến nhà hàng đồ biển trong khu Georgetown Pier 2934. Đặc biệt, nhà hàng có bàn lộ thiên để quý khách vừa nhìn ngắm sự nhộn nhịp của Georgetown, vừa thưởng thức các món ăn tuyệt hảo. Đặc biệt, vào mỗi thứ ba, từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối, All You Can Eat Snow Crab Legs mà chỉ có 30 Mỹ Kim. Nhà hàng tọa lạc tại 2934 M Street Northwest, Washington DC 20007, điện thoại số 202-337-4536. Chủ nhân kính mời. Để giúp phần an ủi cho các anh chị em thương phê binh Việt Nam Cộng Hòa tại quê nhà, Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận trân trọng kính mời quý đồng hương và các chiến hữu tham dự chương trình văn nghệ gây quỹ yểm trợ thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đêm thương binh 2014 sẽ được tổ chức vào lúc 6:30 chiều Chủ nhật 30/11/2014. Tại nhà hàng Thần Tài, 6249 Arlington Boulevard, Fortress, Virginia. Mọi chi tiết xin liên lạc Trần Kim Long 410-707-6203 hay Nguyễn Hưng Thái 703-655-7402. Khóa tĩnh tâm canh tân đặc sủng Thánh Linh kỳ 2 được tổ chức 3 ngày kể từ ngày 27, 28 và 29 tháng 11 năm 2014 tại Trung tâm Lạc Việt 742 ở Linton Road, Jacksonville, Florida. Đề tài đến mà xem dưới sự hướng dẫn của Linh mục Đinh Thanh Sơn đến từ Canada. Linh mục quản nhiệm Nguyễn Ngọc Lâm giúp cho mọi người cảm nghiệm được tình yêu và lòng thương xót của Chúa để ban tổ chức biết lo ẩm thực miễn phí. Xin ghi danh với Lê Lan 904-434-5245 hoặc Lê Giáp 904-860-8475. 12, 11, 10, 9.
Ignition sequence has started. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have commit and we have liftoff at 2:13. Engineering and math fun. STEM Scouts. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của bản tin qua tình đốn sẽ được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an lành và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.